Chào các bạn, lần video lần này thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo độ khó cho game. Có nghĩa là như lần trước các bạn, những video trước ấy, các bạn thấy màu này, nhìn màu vàng màu đỏ này, rất chi là dễ luôn, cực dễ luôn. Đấy, thì đáng nhẽ ra cũng phải như này, xung quanh màu tím mà, xong rồi ở đây có một ô màu tím khó, một tím dễ, một ô màu tím gọi là gần gần. Ví dụ xung quanh tất cả màu tím đậm, một ô kia là nhà chẳng hạn. Đấy, ý mình tạo khó game gần gần như kiểu đấy. Thì ở bên hàng công cụ hỗ trợ nhá, đầu tiên mình phải chỉnh lại, sửa lại toàn bộ cái mảng màu trước. Ok, mình sẽ làm này. Những cái màu nào có thứ tự là, có phải nó đếm từ không không, thứ tự chẵn thì mình cho là màu đậm. Đậm đi, cho màu vàng đậm. Vàng đậm này, đấy. Ctrl C. Chẵn đậm. Còn nẻ thì mình sẽ cho màu nhạt, nhưng mà vẫn là cùng màu. Hai màu như kiểu hai màu vàng đậm, màu nhạt nó đứng cạnh nhau. Tiếp theo màu xanh đậm. Và màu xanh nhạt. Màu xanh nam đậm. Ở đâu xanh ngọc. Màu xanh ngọc nhạt. Tiếp theo màu xanh dương, đây là màu xanh dương. Thì màu xanh, xanh là xanh gì cũng không biết. Và tiếp theo màu xanh ấy là hai màu xanh đậm nhạt. Ok, mình chơi kiểu này. Đây, ok. Đó. Thì tí nhìn mới rõ được chứ không, tí mù quá tham gia mất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi cho màu đỏ nó đi. Các bạn để ý nhá, những cái màu đậm nó là thứ tự, số thứ tự chẵn đúng không, thì ở trong cái hàm tạo ráp này kìa, ở đâu trong cái hàm y này, mình đang tạo y này, mình chỉ cần tạo ra một số chẵn, còn y cộng một sẽ là số lẻ, thì nó cùng một màu nhưng chỉ khác cái tông màu đậm hay nhạt thôi. Thì thằng này để tạo ra một số thứ tự chẵn cũng hơi khó nhỉ. Đây đúng không? Nếu như mà mình sẽ tạo ra từ 9, hoặc là mình sẽ gọi là thằng AR thằng string chấm ngang trừ 1. Đó, xong. Thôi, tạo số 9 cho chắc đi. Nó chắc cú á, để các bạn hiểu á. Có nghĩa nó tạo từ thằng này cho đến thằng này thôi. À, tổng cộng có 10 mà 10 thì nó mới tạo từ 0 đến 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi xong. Xong đây mình xét. Nếu bằng y chia phần trăm cho 2 mà bằng 1, có nghĩa là số lẻ ấy là chính là thằng này, thì y sẽ bằng y trừ trừ, rút đi một đơn vị nó sẽ bằng thằng cái chia chẵn này là xong. Bây giờ mình vẫn văn các bạn xem nhé. Lần này nó sẽ một sự khác biệt lớn. Xong các bạn nhìn chưa, đây màu xanh đậm này, mình kích vào xanh đậm này, đấy, đây toàn bộ nhạt này, đấy,
tăng một chút độ khó làm thêm thôi. Còn nếu như muốn chơi dễ thì mình sẽ dùng cách cũ như đấy, màu đỏ, xanh ngọc và chưa rồi, xanh lá đậm ngọc đây đấy, 16, 17 điểm này, kích mãi mà. Ok, video của mình đây xin dừng lại ở đây. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái phần đếm thời gian này. Chúc các bạn học được chính việc.